Zuba này giống Zizik FO2. Zizik à? Nikola Zizik. Zizik cao 2m02, mình nhớ vậy. Ngày xưa Chelsea có một ông Thuan Jay Floor, ông đấy lại cao. Cao nhưng mà cũng không phải đến mức là thô lắm. Tôi vẫn nhớ ông ấy tên. Sau này thì Chelsea có cặp đôi tiền đạo thi đấu cũng khá là ăn ý. Ender Gudjohnsen với lại là Jimmy Floyd Hasselbaink. Cặp ấy đá cũng hay. Cái hồi Chelsea chưa giàu. Hoàng Lực, có ông Jan Koller nữa. Jan Koller là đá giải Đức. Koller là hồi đấy là những cái loại ST mà cao to nó cũng nhiều. Cùng thời thì có John Carew. John Carew là đá cặp cùng với Son Kaier. Phúc nhỏ, thế nho xếp mặt cười. John Carew đá cho nhiều đội đó. Trong đó có Valencia, có West Ham. Ngoại hạng Anh nó hấp dẫn không phải vì chuyên môn đâu. Chuyên môn ở giải Ngoại hạng Anh thì nó cũng gọi là hàng top rồi ấy, nhưng mà nó không phải là Ngoại hạng Anh nó hấp dẫn vì chuyên môn. Nó hấp dẫn vì câu chuyện truyền thông, báo chí các thứ, những cái gì mà người ta xây dựng xung quanh sân bóng ở Ngoại hạng Anh. Lingard lên lương là đúng rồi, cầu thủ người Anh. Thực ra Lingard là hay cười vui thế thôi, chứ còn nếu mà so với chất lượng những cái cầu thủ Anh hiện tại ở giải ngoại hạng, Lingard vẫn tốt mà. Nó chỉ không phải hàng top thôi, chứ còn nó vẫn tốt. Thực ra thì Bruno là một cầu thủ sáng tạo trong mặt tấn công, nhưng mà về cái khả năng chia bài với các thứ ấy và đá có mẹo ấy, thì mình cũng đánh giá con Jorginho của Chelsea là cao. Có điều Jorginho đang chấn thương nhỉ. Mình thì không rõ tình hình của Chelsea lắm. Nhưng Jorginho là một trong cầu thủ mà mình rất thích. Thực ra mùa trước Jorginho bị chửi nhiều, nó lại là do mẹ đâu đi ấy, ghi 2 bàn, 3 bàn rồi. Bị chửi nhiều là do tiền đạo của Chelsea mùa trước quá tù. Tính ra trên các con số thống kê thì Jorginho cũng là người đưa ra rất nhiều những cái đường truyền key pass, đường truyền chìa khóa trong một trận đấu. Thậm chí là nếu mà tiền đạo Chelsea tốt hơn thì anh ta hoàn toàn có thể là top kiến tạo. Thế nhưng mà đấy. Hơi đen. Mùa năm nay mình cũng không có xem Chelsea, mình không biết là hắn ta có đá chính nhiều không và có giữ phong độ không. Cho nên là nếu mà xét về lực lượng thì về lý thuyết Chelsea không hề yếu. Chelsea trong tương lai thì cũng khá mạnh, vì họ sẽ có thêm tiền đạo Timo Werner, một người vừa giỏi kiến tạo vừa giỏi ghi bàn, chạy rộng và chạy khôn. Họ có thêm Hakim Ziyech. Nhưng đấy là câu chuyện mùa sau. Mùa này thì chưa biết được. Trận đấu gần nhất của Chelsea đá với Leicester, cái trận mà Chelsea thắng 1-0. Và Kante được Lampard xếp đá thấp nhất. Kante đã nhiều lần các huấn luyện viên cảm thấy là hơi bị phí phạm văn đồng khi mà cho anh ấy đá chỉ để thu hồi bóng để phí. Nhưng mà đẩy Kante lên thì những cái vị trí bên dưới của Chelsea lại tấu hài liên tục. Em ủng hộ trẻ xanh vì em là fan Liver. Cái ảnh mà Gary Neville cầm cái chai sâm panh chúc mừng Liverpool ấy. Ảnh đấy là ông Carragher, ông Photoshop ấy chứ. Chứ làm gì có chuyện Gary Neville chụp hình đúng không? Neville mặc áo Liverpool có thật à? Mình có thấy anh em xem video, nhưng mà tôi lại chưa xem cái video đấy. Ra để dạo này là trên page của mình là anh em gọi là cũng ca thán hơi nhiều. Cộng tác viên trời nóng quá sao tăng sông hay cả khịa. Ra thì mình nghĩ là nó cũng vui vẻ thôi. Anh em nào cảm thấy đầu óc nó thoải mái, thư giãn được thì cũng không sao. Cá nhân mình thấy là nó, thằng cộng tác viên lên page mình nó chọc Arsenal nhiều vãi đái ra. Các bạn đếm cứ 10 post, ít cũng phải 5 post nó chê Arsenal. Nhưng mà tôi cũng thấy bình thường. Tôi bảo có sao. Tôi bảo có sao đâu.
tôi vẫn là người trả lương cho nó, tôi thấy bình thường. Thế mà anh em lại cứ hay cáu, anh em khó tính, trời nóng khó tính. Kante có phải tiền vệ thu hồi bóng tốt nhất trong khoảng 5-6 năm gần đây? Mình nghĩ là đúng, cái đấy thì đúng. Không, con Timo Werner mình thấy nó hay mà. Đương nhiên là cái câu chuyện mà chuyển cái nền bóng đá từ giải Bundesliga sang cái giải ngoại hạng thì nó cũng khác đấy. Các cái giải đấu khác thì mặc dù là cái tính chiến thuật và chuyên môn nó cũng khá cao, nhưng mà về cái độ chai hát thì nó không bằng giải ngoại hạng. Vì giải ngoại hạng nó có cái sự phân cấp rất là rõ ràng cho cái giải ngoại hạng và giải hạng nhất về cái lượng tiền mà các câu lạc bộ nó thu được, cho nên là các câu lạc bộ nào nó cũng đá chối chết luôn, đá chối chết để trụ hạng. Về cái nền tảng tài chính thì các cái giải đấu khác nó không bao giờ có thể chen được với giải ngoại hạng, vì cái tiền bản quyền nó chỉ rơi cho các đội chóp đầu thôi, ví dụ như là Barca, Real, những cái đội top 1, top 2, đâu đấy Atletico, thì họ sẽ có được nhiều tiền chia chác về mặt bản quyền. Còn ở giải ngoại hạng Anh thì ở trong giải ngoại hạng này nó chia đều, nó giải đều từ top 1 cho đến top 20 và cái khoảng cách nó không xa, cho nên là cứ được trụ lại ở giải ngoại hạng là ngon lắm rồi đấy. Nhưng mà các giải đấu khác thì nó không thế. Đơn cử thời điểm hiện tại thì bên Tây Ban Nha có Santi Cazorla. Cazorla là một cầu thủ cũng kỹ thuật, nhãn quan tốt, đá hay ở Arsenal là cũng thành danh rồi. Thế nhưng mà bởi vì anh ấy chấn thương cho nên là cái điều kiện sức khỏe của anh ấy không thể đá ở ngoại hạng Anh nữa. Anh ấy về Villarreal anh đá. Thì Cazorla đâu đấy mùa này đá 34 trận, kiến tạo 12, ghi 9. Đang là tiền vệ có thông số tấn công tốt nhất ở La Liga. Mà Cazorla thì chắc chắn là không thể đá ngoại hạng Anh nữa rồi. Thế thì các bạn thấy là cái việc mà cái mức độ chai hát ở giải ngoại hạng nó vẫn cao hơn. Nó chỉ khác ở chỗ là những cái giải đấu như Tây Ban Nha thì những cái đội bóng top đầu của họ vẫn mạnh. Ở giải Đức thì đâu đấy có Bayern nó vẫn khỏe, bởi vì là trứng bỏ hết rồi một rổ, thằng nào ngon nhất về Bayern mẹ rồi. Bên giải Ý thì lâu nay có Juve, nhưng mà Juve ra C1 thì cũng chưa ăn thua lắm. Hà Duy Kiên à? Hà Duy Kiên là tiền đạo tham gia vào lối chơi hay bậc nhất thế giới này luôn, chứ cũng chả phải là riêng ngoại hạng nữa. Vấn đề là cái nhiệm vụ mà Hà Duy Kiên nó đảm đương nó quá nhiều, và nó cũng dạo này nó cũng quá tải, chấn thương nhiều do Tottenham không có những cái cầu thủ khác để chia lửa. Như Man City họ có rất nhiều cầu thủ để chia lửa cho Aguero, có thể thay phiên đá được, và Aguero vẫn đang còn chấn thương nhiều như vậy. Như Hà Duy Kiên là hơi quá tải. Đương nhiên là về nền tảng tài chính thì thằng Tottenham nó cũng không thể so với Man City được. Nó vậy. Những cái cầu thủ mà tham gia vào lối chơi tốt ở bóng đá thế giới mà là đá vị trí tiền đạo cắm thì có Hà Duy Kiên, có Benzema. Đấy là những cái ông mà tham gia vào lối chơi rất tốt. Timo Werner cũng là một thằng tham gia vào lối chơi khá tốt. Thì hiện tại Timo Werner đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Leipzig về lịch sử luôn, 94 bàn nữa. Đấy. Thông số kiến tạo cũng đâu đấy cũng khá cao. Tóm lại là chú ấy cũng là một ông tham gia lối chơi tốt đấy. Luis Suarez thì bắt đầu bây giờ nặng nề lắm rồi. Hay đấy nhưng mà nặng nề lắm. Và trên thông số của tổng kết của Liverpool thì thông số của Suarez là tốt hơn so với Fernando Torres, và Salah tốt hơn cả Suarez nữa. Xét về vị trí tiền đạo mà ghi nhiều bàn thắng, hiệu suất cao, các thứ, tham gia vào lối chơi nhiều, thì Liverpool trong khoảng 20 năm gần đây người tốt nhất là Mohamed Salah. Đấy là theo cái thống kê mà tôi đọc được. Còn cụ thể thì anh em có thể search Koulibaly có về Arsenal không? Tiền cứt mà mua. Mua được Koulibaly thì lại chả ngồi đi chờ ông Luis được. Năm nay thì Jimmy Vardy cũng là cầu thủ đã thay đổi lối chơi nhiều đấy. Anh ấy cũng chuyển sang thi đấu và có phối hợp với các đồng đội nhiều rồi. Vardy ông mùa TS20 nâng cấp thuận hai chân, ghê phết. Trẻ xanh có nhiều tiền đạo vậy, anh nghĩ Tammy có được đi các đội khác lấy kinh nghiệm không? Theo anh cái người nên đi chắc là Batshuayi. Tammy là một tiền đạo người Anh, và nếu mà để Tammy đá kiểu back up dự bị rồi đá những cái cúp nhỏ các thứ thì vẫn ổn, cũng không tội gì. Tầm này thì Tammy nó cũng đã đá ở giải ngoại hạng về cơ bản như thế là ok rồi, thì đẩy nó đi anh nghĩ không phải phương án hay. Cái người nên đi là Batshuayi.
Còn như trường hợp của Giroud ấy thì anh ấy là cầu thủ chuyên nghiệp. Vừa rồi thì Chelsea cũng cố giữ lại Giroud, bởi vì Giroud là cầu thủ cũng biết mình biết ta và chấp nhận dự bị. Mỗi lần ra sân thì thể hiện hết mình thế thôi, không lèm bèm, không làm gì cả. Quá tốt, một cầu thủ như vậy nên giữ cho đến khi nào mà phế lắm rồi thì thôi, thì bỏ. Lautaro có quái bằng Suarez không? Một cầu thủ đang còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều, so với một ông lại thánh đá mẹo, nghe nó không hợp lý. Anh nói sơ sơ về vụ trao đổi Barca và Juve. Vụ trao đổi đấy là vụ trao đổi khá là bất ngờ đối với nhiều người xem bóng đá, bởi vì Pjanic năm nay anh 30 tuổi rồi. Pjanic đi khỏi Juve là vì bất đồng với ban huấn luyện. Arthur thì là ngôi sao trẻ, và không hiểu sao Barcelona lại cứ thường bán những cái ngôi sao trẻ của mình đi, không rõ lý do gì. Giống như kiểu họ không cần nghĩ tới tương lai vậy. Hiện tại cái bộ sậu của Barcelona là những cầu thủ đều là cao tuổi, rất nhiều cầu thủ hơn 30 tuổi. Những cái cầu thủ hiện tại gọi là trụ cột như Messi, Suarez, Vidal các thứ đều 33 tuổi rồi. Đội hình của Barcelona là rất già. Trước đây những cái ngôi sao như kiểu Thiago Alcantara các thứ thì Barca cũng đều là đẩy đi. Rafinha, em trai Thiago cũng đi rồi đúng không? Đấy, kiểu đấy. Sức ép phải thành tích á. Sức ép thành tích nghe nó cũng buồn cười. Thi đấu thì nói chung là các đội bóng lớn thì họ vẫn yêu cầu thành tích thôi, nhưng mà sức ép thành tích như kiểu như vậy nó hơi khó. Mình nghĩ là vấn đề về tài chính của Barcelona thì đúng hơn, vì là sau những cái vụ lùm xùm về xứ Catalan các thứ thì có vẻ như vấn đề tài chính của Barcelona bị soi nhiều, quan tâm nhiều từ cục bộ cho đến cầu thủ, ngay cả cái việc trả lương cho Messi và các đồng đội. Cái đợt Covid vừa rồi nó cũng gặp vấn đề và lùm xùm khá nhiều trên báo, các bạn có xem cũng thấy. Đương nhiên là câu chuyện cụ thể nó như thế nào thì mỗi bên nói mỗi kiểu thì cũng không biết được, và liệu rằng đây có phải mùa cuối cùng của Messi hay không. Mình nghĩ là mùa sau có thể là mấy cái liên quan đến kinh tế thì nó khó nói lắm. Câu chuyện đồng tiền có tiếng nói quan trọng nhất, thành ra là những cái đấy khó nói. Ngay cả là sau cái dịch Covid vừa rồi, bóng đá thế giới thay đổi nhiều. Các câu lạc bộ như là PSG cũng cho thấy những dấu hiệu là không bơm tiền. Những cái cầu thủ già già kiểu Cavani rồi Thiago Silva các thứ là xác định đi, không ở nữa. Đấy, khả năng cao là Barcelona cố để gom những cái cầu thủ tốt nhất ở thời điểm hiện tại thôi, họ không tính những câu chuyện tương lai nữa, bởi vì tương lai phụ thuộc vào Messi. Thành ra là họ tính cho Messi trước, và như thế thì mình nghĩ đấy là một cái sức ép khá là lớn ban lãnh đạo đã phải chịu cho Messi ấy các bạn, để Messi có được cái gì tốt nhất. Cho tính ra là một năm cuối ở Barca Messi sẽ làm gì, và sau khi đấy họ thì mình nghĩ là sẽ có cuộc thay máu toàn tập luôn. Đến thời điểm đấy Messi bán được giá chẳng hạn thì họ sẽ thay máu toàn tập luôn, build lại từ đầu. Và hiện tại thì Barcelona đang làm tất cả những gì tốt nhất để phục vụ Messi, và đấy cũng có thể là cái điều Messi mong muốn. Vì Messi mà Arthur phải ra đi là thật hả anh? Không, anh không biết, anh đoán. Năm nay thì cúp C1 sẽ sau cái vòng đấu này thì họ sẽ tựu chung lại và đá trên cùng một sân luôn, để cho giải đấu nó nhanh kết thúc cũng khá hay. Mới đây Robben đã quay trở lại, hơi tiếc nhỉ. Đợt này gà rán ra bao nhiêu mùa LH các thứ mà lại không có Robben, là vì Robben đợt vừa rồi giải nghệ. Nay thì anh ấy quay trở lại rồi, chắc ở nhà chưa có việc gì làm. Giờ giỏi mỗi mà đá bóng, giờ vợ bắt nấu cơm rửa bát có vẻ khó chịu, quay trở lại đá bóng chưa nghĩ ra cái gì hay thì mình lại đá bóng vậy. Mình làm cái mình tốt nhất, hợp lý. Mario Gomez giải nghệ mình biết rồi. Vừa mới ghi bàn thắng cuối cùng cho Stuttgart thôi. Mario Gomez là cùng với Stuttgart vô địch Đức năm 2007 nữa đấy.
lâu lắm rồi đấy. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com.